Cho ra giữa đi. Đây nhá. Nhìn đi hay không? Rất hài luôn. Bây giờ đà điểu là cái đặc tính của nó là nó chạy rất chi là nhanh nhé. Nếu mà có một cái diện tích của cái không gian nó rộng như này này, dài như này này, thì bây giờ mình sẽ xem được nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Kể cả những con đà điểu bé như này nhé, nhưng mà nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Tí nữa mình sẽ thử thách để cho xem cái để xem là cái khả năng chạy của nó như nào nhé. Ôi nó ra ngoài này nó sướng luôn. Ôi nó ra ngoài này nó thích quá. À nhìn thấy bên này có cây xanh này. Rẽ vào này. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay mình sẽ cho những chú đà điểu trong giai đoạn 1 tháng tuổi của mình ra cái sân bóng để cỏ nhân tạo nhé, để chơi nhé, để quay video cho đẹp này, nhất là xem cái cảm giác của những cái chú đà điểu con này khi được ra một cái môi trường mà nó cỏ này là cỏ nhân tạo nhưng mà màu xanh, để xem cái phản ứng của nó như nào nhé. Phải lùa để hướng nó ra cái hướng nó quay máy quay đi. Đây lùa đây cho ra giữa đi. Đây nhá. Nhìn đi hay không? Rất hài luôn. Bây giờ đà điểu là cái đặc tính của nó chạy rất chi là nhanh nhé. Nếu mà có một cái diện tích của cái không gian nó rộng như này này, dài như này này, thì bây giờ mình sẽ xem được nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Kể cả những con đà điểu bé như này nhé, nhưng mà nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Tí nữa mình sẽ thử thách để cho xem cái khả năng chạy của nó như nào nhé.
Đây là 1, 2, 3 củ thả nhé. À, 1, 2, 3. Đúng. Đấy, 3 cho 5 con nó phải lên hình tí. Mệt rồi. Nhắc lên đi. Mệt. Đúng rồi. Đi xuống. Hôm nay mình cho đại điểu nó ra cái sân bóng cỏ nhân tạo để chơi thôi các bạn. Để quay để xem cái phản ứng của nó như nào. Mới ở ra đây nhìn nó coi nó đi lại, nó di chuyển ở những cái không gian cỏ như này, nhìn nó đẹp lắm, nhìn thích lắm. Đấy, ví dụ như là cái cảm giác ví dụ như là mình nuôi đại điểu để làm thú cưng chẳng hạn. Ví dụ như mình đi chơi, mình ra sân bóng, mình cho nó đi theo, hay là mình đi đâu đấy mình có thể là mang nó đi theo, cũng rất chi là một cái cảm giác, cái thử thách nó rất chi là hay nhé các bạn nhé. Đây này, nhưng mà ra một cái sân bóng này thì nó hơi có một cái nguy hiểm này. Bọn này nó ăn cái gì nó cũng ăn. Những cái hạt nhựa cái sân bóng này thì đại điểu nó sẽ mổ nó ăn này. Lá cây các thứ là nó mổ nó ăn hết này. Cái sỏi nó ăn thì được, nhưng mà những cái hạt nhựa nhất này nó mổ nó ăn này thì là hết sức nguy hiểm nhé các bạn nhé. Là mình hôm nay mình chỉ người ta quay một đoạn video vui thôi, để xem cái phản ứng của đại điểu như nào thôi. Khi được ra thả ra một cái không gian nó rộng mà màu xanh như này. Thì cái video này mình sẽ dừng tại đây nhé các bạn nhé. Quý vị và các bạn muốn xem thử cảm giác của đại điểu nó tới những cái môi trường như nào thì quý vị và các bạn hãy comment ở phía dưới nhé, và mình sẽ thực hiện những cái thử thách để xem những cái phản ứng của đại điểu. Hay như là mình đi chơi đi dạo ấy, mình cho nó đi theo nhé. Cái sân bóng đá này là cái sân mà mình đá hàng tuần, nên là hôm nay mình sẽ qua mình cho những chú đại điểu này có một cái cảm giác đi lại trên sân cỏ.